Vâng thưa quý vị, đây là một vườn hoa hồng môn đang trồng rất là đa dạng các giống ở huyện Di Linh. Với nhiều ưu thế thì Di Linh hứa hẹn là một địa phương có khả năng phát triển trồng hoa xuất khẩu quy mô lớn. Và đặc biệt phải kể đến đó là các loại hoa chủ lực như là hồng môn, lan vũ nữ hay là lan hồ điệp. Hiệp hội hoa Đà Lạt cũng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Di Linh sớm thiết lập hồ sơ thương hiệu bản quyền của địa phương để tập trung đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao uy tín chất lượng của sản phẩm hoa trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Theo thống kê tổng diện tích sản xuất hoa toàn huyện Di Linh là gần 67,5 ha, chủ yếu trồng trong nhà lưới, nhà kính, gồm hồng môn, phong lan, lan rừng, hồ điệp, vũ nữ, hoa cúc. Ngoài ra trong vài năm trở lại đây, một số nông dân đã phát triển mô hình trồng các loại cây lấy lá trang trí như tùng nho, lá chanh, tùng đuôi trộn, đô la, trầu bà khoảng 5 ha. Huyện Di Linh với diện tích đất nông nghiệp khá lớn để tiến hành chuyển đổi sản xuất các loại hoa giá trị kinh tế cao theo định hướng quy hoạch phát triển ngành hoa của tỉnh Lâm Đồng đây là cơ hội mới để huyện di linh phối hợp với hiệp hội hoa đà lạt cùng các sở ngành chuyên trách của tỉnh tiếp cận các nguồn giống mới quy trình kỹ thuật sản xuất hiện đại xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các loại hoa ổn định lâu dài có lợi thế so sánh và cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và xuất khẩu